Anh 10 triệu này. Đấy, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành em đã trả anh 100 triệu nhé. Em vay anh 100 triệu. Em đã trả anh 100 triệu. Đấy, em đã trả anh 100 triệu này. Thì chào anh em, với công nghệ hiện nay, với thời điểm hiện tại, anh em nào chơi lô đề, chót thua tha, thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, phần mềm độc quyền của bên trung tâm ứng dụng phần mềm chúng tôi. Sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn. Trước khi test, tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Sau đây tôi sẽ vào Zalo. Đấy, tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn alo 1122 nhân 1000 điểm anh em nhé. 1000 điểm. D 33 đấy, nhân 5 triệu anh em nhé. Nhân 5 triệu anh em này. Anh em chú ý cái mốc thời gian. Đấy, tôi bắt đầu tôi gửi sang cái máy chủ lô này anh em này. Đấy, mốc thời gian là 17 giờ 25 hôm nay anh em nhé. Đấy. Tôi sẽ mở cái máy của chủ lô sang anh em nhé. Đấy, máy chủ lô nhận được tin nhắn đấy, vào lúc là 17 giờ 25 ngày 11 tháng 1 2020 anh em nhé. Đấy, nick là Quang Hạ anh em nhé. Đấy, thông thường chủ lô họ sẽ copy lại anh em nhé. Đấy, và ok. Đấy, và gửi cho mình này, gửi cho máy chủ lô mình này, à, máy phần mềm của mình này anh em này. Đấy, tôi sẽ cho anh em xem hai cái nội dung tin nhắn và hai cái nick Zalo đấy, trước khi chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, vào lúc 17 giờ 25 này. Đấy, 17 giờ 25 lô 1122 nhân 1000 điểm. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em thấy cái hiệu quả với phần mềm này. Bây giờ là 1 phút 36 giây. Thì tôi sẽ để là 2 phút 30 giây tôi sẽ chỉnh sửa. Thì anh em nào có nhu cầu anh em gọi trực tiếp vào số 0924384Q7 để được tư vấn hỗ trợ cài đặt. Đấy, công ty dùng cái số điện thoại duy nhất 0924384Q7. Đấy, thì công ty anh em nào mua qua cái số này thì công ty sẽ có trách nhiệm để mà tư vấn bảo hành cho anh em. Anh em nào muốn biết thêm chi tiết anh em truy cập với website phần mềm chỉnh sửa tin nhắn.net để anh em tham khảo và học cách sử dụng phần mềm. Đấy. Với cái công nghệ như hiện nay thì anh em yên tâm có sân chơi là anh em sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Đấy. Phần mềm mới này anh em yên tâm là có sân chơi là anh em sẽ giành chiến thắng. Bây giờ 2 phút 33 giây rồi, tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa anh em nhé. Đấy. Cái cách chỉnh sửa nó cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cần vào phần mềm. Đấy, anh em thay đổi con số anh em nhé. Đấy, thay đổi con số muốn và anh em gửi lại thì bên máy sẽ tự động bộ hóa giữa hai máy và thay đổi con số anh em nhé. Bắt đầu tôi chỉnh sửa này, anh em chú ý cái máy của chủ lô này. Đấy, không sáng đen, bắt đầu chỉnh sửa này. Đấy. Ok, tôi đã chỉnh sửa xong anh em nhé. Thì quan trọng là bây giờ tôi sẽ mở hai cái máy ra. Đấy. Xem cái con số nó có được thay đổi không anh em nhá. Tôi sẽ mở hai Zalo ra này. Đấy. Đây anh em này. Zalo là Nick Quang Hạ và Hùng Sky anh em nhá. Mở ra này anh em này. Thời gian này. Hùng Sky này. Đấy, lúc 17 giờ 25 này, ngày 17 giờ 25 ngày 11 tháng 1 2020. Đấy, con số đã được thay đổi và giờ anh em nhé, anh em chú ý tôi cái mốc thời gian này 17 giờ 25. Đấy, anh em nhé, 17 giờ 25 hai máy trùng khớp về thời gian. Đấy, con số đã được thay đổi lúc ban đầu. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0924384Q7. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.